quà bao nhiêu tiền đấy? Mỗi quà 5.000. Cho em với một quà nào. Thế anh lấy hai. Một quà bao nhiêu? Hai quả to, bốn quả to. Mỗi quà 5.000. 5.000 á? Vâng. Em lấy quà nào nhỉ? Đây. Lấy quả này nhá. Ui dồi, lấy quả này nhá.